Chào tất cả mọi người, mình là Poseidon đến từ Karu Venture. Hôm nay mình sẽ cùng với mọi người tìm hiểu về một cái dự án rất là thú vị, đó là dự án SynFutures, cũng như thực hiện một số cái thao tác để trải nghiệm những cái phiên bản dùng thử của SynFutures để chúng ta hiểu thêm về dự án, cũng như là may mắn, nếu mà có may mắn thì sẽ nhận được cái retroactive đến từ dự án trong tương lai. Đầu tiên mình muốn giới thiệu qua một chút về SynFutures. SynFutures là một nền tảng được tạo ra nhằm cung cấp cho người dùng cái dịch vụ đó là giao dịch các cái hợp đồng phái sinh một cách phi tập trung. Nếu như mọi người đang sử dụng những cái sàn tập trung như là Binance, Huobi thì chắc chắn là không lạ gì đối với cái hợp đồng tương lai hay còn gọi là giao dịch phái sinh, với cái mức đòn bẩy cao có thể lên đến 100x hoặc là 125x tùy vào sàn giao dịch. Đây là một cái mảng rất là tiềm năng với khối lượng giao dịch rất là lớn hàng ngày. Đối với DeFi thì mọi người có thể biết đến những cái dự án khác làm trong cái mạng giao dịch phái sinh này mà đã tương đối thành công, ví dụ như là Perpetual Protocol với mã token là PRP đã được niêm yết trên sàn Binance, và hiện tại cái mức tăng trưởng của token này tính từ cái thời điểm niêm yết thì cũng khoảng đâu đó rơi vào khoảng hơn 40 lần. Ngoài ra thì cũng có những cái dự án khác đang phát triển, ví dụ như là Futureswap, Kai Protocol hay là Mercedes. Thì SynFutures là một dự án mới, tuy nhiên mình cũng rất là kỳ vọng vào dự án này, bởi vì theo cái research của mình thì SynFutures đã gọi vốn được một cái số tiền rất là lớn, lên đến 14 triệu đô từ các cái quỹ đầu tư hàng đầu trên thế giới trong thị trường crypto, ví dụ như là Polychain Capital, Dragonfly Capital. Thì Dragonfly Capital này chính là quỹ đầu tư mạo hiểm của Coinbase Framework, Pantera, CMS hay thậm chí là Bybit, là một cái sàn cũng tương đối nổi tiếng trong thời gian qua. Thì với cái đội ngũ những cái nhà đầu tư lớn như vậy và cái sự chỉnh chu đến từ mặt sản phẩm, thì mình nghĩ rằng SynFutures sẽ gặt hái được những cái thành công nhất định trong tương lai. Hiện tại dự án chưa có token, do đó anh em có thể follow những cái kênh Twitter, Telegram của dự án, cũng như là research thêm để mà chúng ta chuẩn bị cho cái cơ hội đầu tư trong tương lai, cũng như là trải nghiệm cái phiên bản của dự án để có cơ hội nhận được retroactive. Để mà thực hiện cái việc trải nghiệm thì mọi người cần chuẩn bị cho mình một cái ví Metamask. Thì ví Metamask là gì và cái sử dụng như thế nào thì mọi người có thể đọc cái bài viết của Coin68. Mình sẽ để đường link ở ngay dưới video này để nếu ai chưa biết thì mọi người có thể tìm hiểu nhé. Đồng thời thì mọi người cần chuẩn bị thêm một cái email cũng như là một cái laptop. Dĩ nhiên rồi, laptop và kết nối mạng để thực hiện. Ok, cùng mình bắt đầu nhé. Rồi, thì trong cái phần tiếp theo mình sẽ cùng với mọi người tìm hiểu về cách đăng ký để tham gia cái chương trình alpha, phiên bản alpha, trải nghiệm phiên bản alpha, cũng như là cách thực hiện một số thao tác ở trên cái Kovan testnet. Thì đầu tiên mọi người sẽ truy cập vào cái trang chủ của dự án là synfutures.com. thì tại đây chúng ta sẽ chọn phần Get Early Access, chúng ta sẽ bấm vào đây thì nó sẽ hiện ra một cái form để cho chúng ta điền cái thông tin gồm có email này, địa chỉ ví này. Địa chỉ ví thì mọi người cứ copy cái địa chỉ ví ở Metamask sau đó dán vào đây. Và cái phần thứ ba thì mọi người có thể điền một số cái cặp coin mà mình muốn trade, ví dụ là BTC, USDC, mình điền lại vậy thôi. Và đây chúng ta sẽ agree, đồng ý với cái điều khoản và cái điều kiện của dự án. Và cuối cùng chúng ta nhấn submit. Thì ở đây mình đã làm cái thao tác này rồi, và như các bạn có thể thấy thì mình đã nhận được một cái email từ dự án để thông báo là chúng ta đã đăng ký thành công để tham gia cái chương trình dùng thử cái phiên bản alpha. Thì ở đây mình sẽ bấm thử cho các bạn xem ha. Đây chính là phiên bản alpha. Đấy thì ngay lập tức thì dự án cái trang web nó sẽ yêu cầu chúng ta phải kết nối với ví Metamask. Đấy, ở đây là mình cần phải chuyển sang mạng Ethereum. Ok. Đấy, mạng Ethereum. Ok. Khi mà chúng ta chuyển sang mạng Ethereum thì nó sẽ báo là thành công ha. Rồi. Thì hiện tại là mình vẫn chưa thấy là có thể thực hiện được cái thao tác như là deposit hay là trade hay là liquidity ở trên phiên bản alpha. Thì cái này chắc mình sẽ cần phải follow thêm cái Twitter và Telegram của SynFutures để chờ đợi người ta công bố cái ngày chính thức mà chúng ta có thể tham gia trade ở trên nền tảng này. Do đó thì trong thời gian chờ đợi mình sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng cái phiên bản Kovan testnet trước để làm quen ha. Thì để truy cập vào cái phiên bản testnet thì bạn cần phải thêm chữ Kovan ở trước, kovan.synfutures.com. thì đây chính là cái nền tảng testnet của SynFutures. Thì khi này chúng ta sẽ cần phải đổi cái network của chúng ta sang cái mạng Kovan. Đây là một cái mạng này chuyên của Ethereum để dùng để testnet các dự án. Thì trong cái phiên bản testnet này thì chúng ta cũng sử dụng cái đơn vị tiền tệ là ETH. Tuy nhiên thì ETH này chúng ta có thể lấy từ một cái vault và hoàn toàn là chỉ là ETH để testnet chứ không có giá trị trên thực tế. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một. Đầu tiên, để nhận ETH và các cái loại tài sản khác ở trên nền tảng SynFutures để thực hiện testnet thì chúng ta sẽ chọn vào phần account min testing token này. Ok. Đấy. Ở đây thì mình đã lấy rồi thì mình sẽ hướng dẫn lại ha. Đầu tiên các bạn cần phải lấy ETH trước, bạn sẽ bấm vào cái faucet này. Nó sẽ dẫn cho chúng ta tới một cái trang web để mà nhận cái ETH testnet. Thì ở đây chúng ta cần phải sử dụng Twitter hoặc là GitHub để mà chúng ta đăng nhập vào. Đăng nhập vào cái trang web này, sau đó chỉ cần đơn giản là chúng ta gửi cái địa chỉ ví thôi nha. Chúng ta chỉ cần đơn giản là chúng ta copy và chúng ta gửi cái địa chỉ ví, chúng ta enter thì cái Ethereum testnet sẽ được cái hệ thống người ta tự động trả về cái địa chỉ ví này. Ok. Thì sau khi mà bạn nhận được ETH á, thì các bạn nhấn lần lượt các cái nút min này, các cái phần min này để chúng ta min DAI, min USDC, min USDT và min WBTC. Đó. Thì cái này mình đã thực hiện rồi cho nên là mình sẽ không thực hiện lại nhé ha. Thì thực ra những cái thao tác này rất là đơn giản thôi. Đó, thì sau khi mà chúng ta min xong á, thì chúng ta sẽ quay lại phần pool để chúng ta thực hiện thử cái thao tác đó là add liquidity. Thì ở đây mình sẽ thử add liquidity. Đây, blend mà balance của mình hiện tại là 9 triệu đô ha. Thì mình sẽ add thử 9.000 đi. Khá là đơn giản. Ở dưới này là cho phép chúng ta sử dụng thêm cái đòn bẩy khi mà chúng ta tham gia vào liquidity. Ví dụ mình chọn 2x ha. Và mình bấm add liquidity. Rồi nó sẽ hiện ra một cái thông báo về gas fee và sau đó chúng ta sẽ xác nhận. Rồi chúng ta sẽ đợi một chút để cái lệnh nó được thực hiện. Rồi ok, báo vậy là đã thành công, chúng ta đã thực hiện xong cái thao tác add liquidity. Ở đây thì các bạn có thể thấy là mình đã add hai cái liquidity. Rồi và cuối cùng là một cái thao tác trade. Thì hiện tại cái giao diện nó khá là đơn giản, không có biểu đồ và chưa có cái gì hỗ trợ để trade cả, cho nên là khi bạn testnet thì các bạn cứ bấm đại là long hoặc short thôi. Ở đây thì mình vẫn đang view là thị trường uptrend cho nên là mình đã chọn long. Thì để long thì đầu tiên chúng ta cần phải đầu tiên ha, chúng ta sẽ deposit USDC vào trong cái tài khoản trade của mình. Cái deposit này có lúc thì mình thấy là nó thực hiện được, còn có lúc thì nó bị lắc, nó bị xoay như thế này này. Thì các bạn cứ thử ha, bởi vì đây là phiên bản testnet cho nên là mình thấy là nhiều cái tính năng người ta cũng để kiểu như là chưa có hoàn thiện. Thì các bạn có thể test liên tục ha, nếu mà thực hiện được thì chúng ta thực hiện, còn lại không thì chúng ta sẽ trade trực tiếp luôn. Ở đây mình ví dụ là mình sẽ long 0.5 ETH ha. Ok, ở đây nó hiện tự động, nó hiện ra cái thông báo giá này. Cái maturity này là cái đáo hạn của hợp đồng này. Đấy, thì chúng ta sẽ bấm vào nút trade. Rồi, như hồi nãy thôi thì sẽ hiện ra một cái thông báo về phí ga và chúng ta xác nhận. Đấy, thì sau khi xác nhận thì chúng ta đợi một vài giây OK. Cái lệnh này nó đã thực hiện. Thì toàn bộ cái thực hiện việc testnet trong SynFutures nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì mình nghĩ là để đảm bảo được cái cơ hội được airdrop thì các bạn cứ thực hiện vừa thực hiện trên cả phiên bản Kovan testnet này, vì phiên bản này free mà chúng ta không mất gì cả thì chúng ta cứ thực hiện thôi. Vừa đăng ký để tham gia cái phiên bản alpha này ha. Thì khi nào cái phiên bản alpha này mà người ta cho phép là thực hiện các lệnh trade á, thì các bạn có thể trải nghiệm. Và mình gợi ý một chút đó là phiên bản alpha sẽ chạy trên cả Polygon và Ethereum, cho nên là cái thời điểm mà người ta cho phép trải nghiệm á, thì mình nghĩ là các bạn nên sử dụng Polygon để mà chúng ta tiết kiệm được cái phí ga trong cái việc giao dịch. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái clip này, và đừng quên là follow cũng như là ấn like để mà nhận được thêm nhiều hơn nữa những cái clip rất là hữu ích của Coin68 TV nhé. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người.